Chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019 do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Xoài phối hợp với Tập đoàn Địa ốc Cát Tường tổ chức vào hôm qua đã diễn ra đầy ý nghĩa và thiết thực. Hành trình thực sự là trại huấn luyện thu nhỏ, là sân chơi rộng rãi để cán bộ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác hội và phong trào thanh niên. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với chủ đề đi tìm những địa điểm lý thú tại thành phố Đồng Xoài đã thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên là cán bộ hội viên các cơ sở hội trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố. Đây là lần thứ 5 mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức hành trình này. Tuy nhiên thì năm 2019 là một năm mà Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với một cái quy mô lớn và có ý nghĩa xã hội rộng rãi đối với tất cả hội viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Vì thứ nhất là thông qua hành trình lần này thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố quy tụ tất cả các anh chị là huấn luyện viên trong câu lạc bộ hội đồng huấn luyện tỉnh cũng như là các anh chị là trong câu lạc bộ kỹ năng của các huyện thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước về tham dự hành trình lần này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt nặng cái nội dung về công tác tuyên truyền và giới thiệu nhiều về cái hành trình này trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo. Với chủ đề đi tìm những địa điểm lý thú, hành trình gồm 8 trạm rải rác tại các địa điểm nổi tiếng của thành phố Đồng Xoài như di tích lịch sử quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, bảo tàng Bình Phước và khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Theo đó, các đội chơi lần lượt hoàn thành các thử thách ở mỗi trạm mới được xét trao giải chung cuộc. Cụ thể, các đội thực hiện các nhiệm vụ như giải mật thư trong hành quân trò chơi lớn, tham gia các phần thi băng reo, cổ động, nhảy cha-cha-cha, các phần thi truyền thông. Đặc biệt tại đêm gala Lửa trại, Tình đất, Tình người, các đội đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia sinh hoạt Lửa trại, chơi trò chơi đội nhóm. Tôi rất vui mừng vì được tham gia cái chương trình đó là Hành trình Tôi yêu Tổ quốc. Tôi và các bạn và các đồng chí của tôi thì tham gia rất chi là nhiệt tình tất cả các mọi hoạt động mà ban tổ chức đề ra. Nhưng mà trong khi đó thì tôi ấn tượng nhất đó là cái chương trình mà giải mật thư và đi tìm 7 viên ngọc rồng, đó là những quả trứng. Tôi thấy là chương trình Tôi yêu Tổ quốc rất chi là ý nghĩa. Rất cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi một ngày mà vui chơi, giải trí và thể hiện được sự tình cảm yêu quê hương, yêu đất nước và yêu tình đồng chí đồng đội như vậy ạ. Với cái hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và trải qua 8 trạm và các đơn vị và chính bản thân là trong ban giám khảo cũng như trong ban tổ chức và ban chỉ huy cuộc hành trình thì thấy với tinh thần tham gia của tất cả các bạn hội viên thanh niên vô cùng là nhiệt huyết và các bạn tích cực và với một cái tinh thần đó là phấn khởi, vui mừng và xông pha giao lưu sẻ chia. Và với các trạm diễn ra qua đây không những tạo cho các bạn sẽ có một cái môi trường giao lưu, học hỏi sẻ chia và học hỏi lẫn nhau, được biết nhau, tình cảm trao dồi với nhau, mà qua đây các bạn còn được rèn luyện về các cái kỹ năng như là sáng tạo đoàn kết, giải quyết vấn đề, cùng nhau giải quyết các cái khó khăn trước mắt. Kết quả giải nhất toàn đoàn